Tử vi tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 nữ mạng, năm 2022 vận may liên tiếp ùn ùn kéo đến, giàu như vũ bão. Vâng, xin mến chào quý vị khán thính giả của chương trình Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị những lời chúc tốt đẹp nhất. Kính chúc quý vị gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, chuẩn bị bước sang năm mới 2022 Nhâm Dần thì ai cũng tò mò không biết được rằng là trong năm nay thì số phận của mình sẽ như thế nào, và đặc biệt là với các gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 nữ mạng. Xin hé lộ với quý vị một chút, đó là do cục diện hợp với Thái Tuế cho nên trong năm nay quý vị sẽ là một trong những con giáp cực kỳ may mắn và thành công về công việc cũng như là sự nghiệp và gia đạo. Sự thành công của quý vị sẽ khiến cho nhiều con giáp có lẽ là phải ghen tị, nhưng mà cũng không kém phần kính nể và trân trọng. Trước đây, đôi khi cuộc sống của quý vị gặp phải nhiều khó khăn và trắc trở, nhưng mà từ nay trở đi thì sẽ không cần như vậy nữa. Do cục diện hợp với Thái Tuế, cho nên trong năm 2022 này, quý vị sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ. Mọi việc đều được hanh thông, thuận lợi. Và không những vậy, cũng nhờ vào sự phấn đấu của bản thân trong bao nhiêu năm, cho nên sự thành công đó có được ngày càng được củng cố vững chắc hơn. Quá tuyệt vời, phải không ạ? May mắn không dễ dàng có được với người khác, nhưng mà có lẽ là đối với gia chủ tuổi Đinh Hợi thì nó chỉ là vấn đề nhỏ trong năm nay. Vậy nên quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội hiếm có tuyệt vời này. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi phân tích về tử vi tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 nữ mạng trong năm 2022. Tổng quan vận mệnh tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 nữ mệnh trong năm 2022. Người tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 mệnh ốc thượng thổ, đất nóc nhà. Họ sống rất ngay thẳng, chân thật, rất ít khi vòng vèo sâu xa hay giấu giếm. Đinh Hợi là người cương trực thẳng thắn, không chịu luồn cúi trước ai. Chính tính cách này khiến cho bạn gặp nhiều mâu thuẫn với mọi người, bị ghét bỏ, xa lánh. Nữ mệnh Đinh Hợi là người rất tình cảm, nhưng đôi khi họ lại quá yếu đuối và hay bị cảm xúc chi phối. Trong công việc, họ rất nghiêm túc và chuyên tâm, chỉ cần xác định rõ ràng mục tiêu là sẽ dồn hết công sức để đạt được. Tuy nhiên, nếu thất bại, họ rất dễ xuống tinh thần và mất đi sự tự tin. Điểm cộng là họ rất tốt bụng, thích giúp đỡ người khác, trong công việc có trách nhiệm cao và luôn đưa ra những giải pháp tốt. Vì vậy, Đinh Hợi nữ mệnh rất được lòng người xung quanh, bạn bè thân mến, yêu quý. Xét về vận hạn năm Nhâm Dần 2022, Đinh Hợi sinh năm 1947 nữ mệnh gặp phải sao chiếu mệnh, sao thái âm, vận hạn huỳnh tuyền, hạn tam tai. Năm 2022 Nhâm Dần, gia chủ Đinh Hợi nữ mệnh không phạm tam tai, hạn hoang ốc không phạm hoang ốc, kim lâu không phạm kim lâu. Về địa chi, Hợi gặp Dần nhị hợp, có mối quan hệ tương hỗ nhau trong mọi lĩnh vực. Xét về mối quan hệ thiên can Đinh âm hỏa gặp Nhâm dương thủy là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong năm nay, những gia chủ tuổi Đinh Hợi cần phải chú ý nhiều đến vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia vào các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Trong năm Nhâm Dần 2022, gia chủ Đinh Hợi nữ mệnh cần phải chú ý tháng Ất Tỵ là tháng 4 âm lịch, từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 29 tháng 5 dương lịch. Đây là tháng đại kỵ với gia chủ tuổi Đinh Hợi, không nên thực hiện những công việc quan trọng trong tháng này. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Đinh Hợi sinh năm 1947 nữ mệnh. Trong năm 2022, gia chủ nữ mệnh Đinh Hợi 76 tuổi, năm nay gặp sao thái âm chiếu mệnh. Đây là một cát tinh, hóa khí là phú và tài bạch, chủ cung điền trạch. Tiền tài của sao thái âm được coi là do tích lũy dần, một đời tiền vận ổn định. Sao thái âm thuộc thủy là tinh túy của nước. Sao thái âm rất tốt cho phụ nữ, nam giới được sao thái âm chiếu mệnh sẽ được bạn bè nữ giới giúp đỡ, đặc biệt là về tiền bạc. Thế nên sao thái âm còn được gọi là tài tinh. Với những người chưa lập gia đình sẽ được tình duyên kỳ ngộ trong năm nay. Người có sao này được kết tinh, làm ăn phát đạt, mọi chuyện hanh thông vào tháng 9. Tuy nhiên, những người gặp sao này kỵ cho nữ sinh đẻ. Hóa giải hạn sao thái âm, làm lễ cúng sao giải hạn vào lúc 7 giờ đến 9 giờ ngày 26 âm lịch hàng tháng. Đây chính là thời điểm mà sao thái âm đăng viên chiếu sáng nhất trong tháng, chuẩn bị hương hoa, trái cây, tiền vàng, oản nước trà, đinh tiền vàng, mũ vàng, muối gạo, 36 đồng tiền và 7 ngọn nến, cùng với bài vị màu vàng có ghi Đức Nguyệt Cung Thái Âm Hoàng Hậu Tinh Quân. Lưu ý, tất cả lễ vật đều phải có màu vàng.
Trường hợp có màu khác thì gia chủ cần phải lấy giấy vàng bọc lại hoặc lót ở bên dưới, hoặc có thể là vận dụng yếu tố phong thủy để khắc chế. Sao Thái Âm là sao tốt thuộc hành thủy, vì thế để tăng cường cát khí hành thủy, gia chủ hãy dùng màu đen bằng cách đeo trang sức đá quý màu đen, màu xám, màu xanh biển. Ngoài ra, gia chủ có thể sử dụng màu trắng như đeo đá thạch anh tóc trắng, màu chủ hành kim, để kim sinh thủy càng thêm tốt, điều này sẽ kích thích và làm tăng nhiều tài lộc cho gia chủ hơn nữa. Gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 nữ mệnh, năm nay gặp hạn Huỳnh Tuyền. Khi nói về hạn này, người xưa đã đúc kết ra câu lục bát, Huỳnh Tiền bệnh nặng nguy vong, tam kheo đau mắt, đề phòng, tay chân. Về sức khỏe, chủ sự khi gặp hạn này sẽ gặp chứng đau đầu, chóng mặt, mặt mũi sa sầm, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Về làm ăn kinh doanh buôn bán bằng đường thủy, đường sông nước sẽ không được thuận lợi, gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Hóa giải, vốn Huỳnh Tuyền là đại hạn chủ về sức khỏe. Vì vậy khi gặp hạn này cần phải chú ý hơn về mặt sức khỏe. Theo phong thủy lộc tài thì tất cả các công việc liên quan đến đường thủy, đường sông nước, gia chủ đều không nên tham gia, dù ít hay nhiều cũng để lại hậu quả khôn lường. Về phương diện cuộc sống, không nên đứng ra làm chứng hay vay mượn cho ai, sẽ dễ mang họa vào thân, tiền mất tật mang. Tổng quan tử vi tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 nữ mệnh trong năm Nhâm Dần 2022. Về sức khỏe, tử vi năm Nhâm Dần 2022 thấy rằng sức khỏe có chút khó khăn đối với người tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947. Đành rằng, ở tuổi này, sức khỏe của gia chủ đang suy yếu dần do hệ miễn dịch, miễn giảm, có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già, nhưng cũng là do bạn chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe, hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng vì gia đình con cháu. Gia chủ cần phải chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi. Phong thủy lộc tài khuyên gia chủ, nếu có thời gian, nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Gia chủ nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy. Mệnh chủ năm nay sẽ cần phải sử dụng vòng cổ bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây chính là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại công năng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 nữ mệnh. Về tình cảm gia đạo, người tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 thường thể hiện tình cảm trực tiếp, họ chẳng ngần ngại gì mà thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình đối với đối phương. Nam mệnh thường đào hoa hơn nữ mệnh, đường tình duyên của con giáp này khá bình ổn, không phải trải qua nhiều sóng gió thăng trầm. Người này trọng chữ tín, sống phóng khoáng, có ơn tất báo, luôn giữ hòa khí với mọi người. Họ rất quan tâm chăm sóc bạn bè, nhiệt tình giúp đỡ người khác, là mẫu người ngay thẳng chính trực, không hay lo chuyện bao đồng, đôi khi tỏ ra lạnh lùng. Bước sang năm Nhâm Dần 2022, các mối quan hệ có thể không suôn sẻ cho tuổi Đinh Hợi. Những người tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 cần phải giao tiếp nhiều hơn với con cháu và lắng nghe ý kiến từ họ. Thỉnh thoảng trong cuộc sống, gia chủ có thể to tiếng với con cái của mình về những chuyện vặt vãnh hoặc những quan điểm khác nhau về điều gì đó. Là người chủ trong gia đình, tốt nhất là bạn hãy giữ bình tĩnh và tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Gia chủ nên mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi, giúp kỵ tà hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt là vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 nữ mệnh để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Luận tử vi tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 nữ mệnh theo tháng âm lịch năm 2022. Tháng 1, đầu xuân vui vầy bên gia đạo, quý bạn tuổi này cần phải hết sức lưu ý trong lời ăn tiếng nói, có thể vạ thân. Tháng 2, tháng này có sự hao tán về tiền bạc, tiêu pha nhiều cho các công việc, bên cạnh đó gia chủ cũng cần phải chú ý sức khỏe không tốt. Tháng 3, tháng này công việc làm ăn kinh doanh của gia đạo không được thuận lợi và tốt đẹp như ý. Tháng 4, trong nội tộc quý bạn có tin vui về thêm người hoặc thêm của, có tin vui về việc tình cảm. Tháng 5, công việc kinh doanh làm ăn của con cháu trong tháng này gặp nhiều điều may mắn, tuy nhiên đây là tháng sức khỏe không được tốt. Tháng 6, gia chủ đi ra ngoài trong tháng 6 nên chú ý các vấn đề liên quan đến sức khỏe, đặc biệt có thể là máu huyết không được lưu thông. Tháng 7, chú ý hạn thị phi, cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. Tháng 8, tiền bạc tiêu pha nhiều cho thuốc thang bệnh tật. Tháng 9, gia chủ cần phải chú ý đi lại dễ xảy ra tai nạn. Tháng 10, nhờ phúc đức của tổ tiên mà tình hình bệnh tật trở nên tốt hơn. Tháng 11,
Trong tháng này gia đạo mẫu thân thiếu hòa khí, công việc làm ăn kinh doanh của con cháu không đạt kết quả tốt. Tháng 12, tình cảm gia đạo có dấu hiệu không tốt. Thưa các bạn, trên đây, Phong thủy Gia Cát vừa chia sẻ với gia chủ về vận trình tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 nữ mệnh. Nhìn chung ở độ tuổi của gia chủ, công việc hay tài lộc không còn quan trọng nữa. Điều gia chủ cần phải quan tâm chú trọng đó chính là sức khỏe và gia đình. Trong năm Nhâm Dần, gia chủ cần phải chú ý tuyệt đối khi di chuyển, chân tay dễ bị tổn thương, cần phải dĩ hòa vi quý các mối quan hệ, đặc biệt là lắng nghe ý kiến từ con cháu, chăm sóc sức khỏe bản thân, vui vẻ, tận hưởng tuổi già. Quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 nữ mệnh trong năm 2022 Nhâm Dần. Và qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong năm mới. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chọn vào tín hiệu quả chuông để nhận thông báo quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.